Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Bấy giờ Đức Giêsu dừng lại ở một chỗ đất bằng. Nơi đây có đông đảo dân chúng tìm đến với Người. Đức Giêsu ngước mắt nhìn lên các môn đệ và nói: Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó, vì nước Thiên Chúa là của anh em. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói, vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng. Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc, vì anh em sẽ được vui cười. Phúc cho anh em khi vì con người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xóa tên như đồ xấu xa.
Ngày đó anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế. Nhưng khốn cho các ngươi là những kẻ giàu có, vì các ngươi đã được phần an ủi của mình rồi. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được no nê, vì các ngươi sẽ phải đói. Khốn cho các ngươi, hỡi những kẻ bây giờ đang được vui cười, vì các ngươi sẽ phải sầu khổ khóc than. Khốn cho các ngươi khi được mọi người ca tụng, vì các ngôn sứ giả cũng đã từng được cha ông họ đối xử như thế. Trên con đường đi tìm hạnh phúc thật của mỗi người, phúc lành và bất hạnh luôn song hành với nhau. Nếu được lựa chọn, có lẽ con người chỉ chọn có phúc. Chúng ta để cao và xem trọng giá trị của phúc lành, còn bất hạnh thì ngược lại. Trong tin mừng hôm nay, Đức Giê-xu nói với các môn đệ về những điều dường như ngược đời. Bởi những gì con người cho là bất hạnh thì được Chúa cho là phúc lành, còn những gì con người ao ước có thì Chúa lại cho là bất hạnh. Ngài chúc phúc cho các môn đệ vì sự nghèo khó, thiếu thốn, khóc lóc và oán ghét. Người lại thở than ái ngại và ngăm đe cho những kẻ khác vì sự giàu có, no đủ, vui cười và được người ta ca tụng. Những điều đó không có nghĩa là Đức Giê-xu cổ võ cho sự bất hạnh và bác bỏ phúc lành cho cuộc sống trần thế này. Ngài đã xác định cho con người một bậc thang giá trị đích thực trong cuộc sống. Đó chính là những giá trị nước trời, là phúc lành vĩnh cửu của con người. Khi bước qua bất hạnh, ta mới cảm nghiệm được hồng ân phúc lành. Để tôi luyện niềm tin và hy vọng, cuộc khổ nạn và cái chết của Đức Giê-xu Kitô đã kết thúc trong sự tôn vinh của Chúa Cha. Đó là câu trả lời về ý nghĩa của đau khổ trong cuộc sống con người. Nhiều lúc trong cuộc sống, chúng ta không khỏi gặp phải những gian nan khốn khó, phải đối diện với những nghịch cảnh như những khiếm khuyết, bệnh tật, đau khổ, nghèo đói, hay thậm chí là sự chết. Điều đó khiến chúng ta cảm thấy khổ đau, cô đơn và thất vọng. Nhưng ta cần xác tín vào Chúa mạnh mẽ hơn để có thể bước đi trên con đường đau khổ, hầu tiến tới những phúc lành Chúa hứa ban. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn vững tin để chúng con can đảm đón nhận những thử thách, khổ đau, cay đắng trong cuộc đời. Vì sau những khổ đau đó, chúng con sẽ tận hưởng những phúc lành vĩnh cửu của nước trời. Amen.